nửa đêm tâm sự linh kiếp tha hương đồng hành. Vui chung cuồng hành tranh, phong sương chưa lần bước bao tháng dài đừng là bao. Hỏi em lại khóc, bàn tay xin níu lại xin thời gian chưa qua mau. Ngày xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ấm bao lô nặng lao. Tám thằng trong chúng tôi đứa nghiêng vai ngồi tiếc nuối, đứa khoanh tay nhìn trời. Xa nhau trong vài giờ không gian. Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Thì tiếp tục trong video này thì bên cửa hàng lại cập nhật về cho anh em những cái mẫu đẩy xò sắt ở cái phân khúc cao cấp hơn. Nói chung là cái dòng này thì là sử dụng với những cái dòng xò sắt của Mexico và bù áp là xò than của Toshiba, và ở phân khúc này thì dành riêng cho anh em đi làm sự kiện cũng như là đánh nhiều loa hoặc là phun đôi hay là xúc kép. Thì hiện tại thì đang giới thiệu cho anh em và cùng các bác những cái mẫu đẩy của thương hiệu Show Martin, là thương hiệu của Anh Quốc, và mã sản phẩm của nó S4.2. Tổng của con này sử dụng sẽ là tổng cả sò than và sò sắt sẽ là 46 sò, cả sò của Mexico lẫn sò của Japan, Nhật Bản nhé. Thì nếu các bác nào mà cần quan tâm những cái mẫu đẩy này thì các bác có thể tham khảo trên video clip này. Với cái lô Martin này về thì cho anh các bác cùng anh em cả những cái dòng ở phân khúc 12, 16, 20, 24 nhé. Các bác nào mà có nhu cầu mua ở phân khúc khác nhau, con này thì công suất 1200W trên một kênh ở trở kháng 8 ohm. Con này rất là khỏe luôn nhé. Nói chung là các bác mà dùng con này thì không lo là không đánh được loa nào hay là đánh được súp nào, nó ở phân khúc rất là khỏe luôn. Và đối với đẩy xò sắt thì đánh cái độ bền của nó cao rất là nhiều đấy. Thì hiện tại thì cửa hàng đang test mộc cho anh em một con đẩy Martin, con đẩy của Anh Quốc, và cái dòng này thì nó là một trong những phân khúc là để anh em đi sự kiện hay là anh em chơi cấu hình nó bền hơn đám cưới nhé. Thì đây là một con đẩy quay cho anh em từ cái nội thất nhé. Từ nội thất con này thì cực kỳ đẹp rồi, nó sử dụng nguồn biến áp rất là to đây, cực là khỏe luôn, con này cực khỏe luôn. Sò này thì tổng sò sắt của nó sẽ là 24 con sò sắt đây đấy, và 16 sò than. Với mạch này thì mạch class H và nguồn biến áp của con này thì cực khủng nhá. Tụ con này ở dưới này anh em có thể nhìn thấy tụ ở chân dưới và tụ đều là tụ chân kép hết nhá. Con này thì có cả cắt cốt cho anh em, anh em có thể cắt cốt ở trên con đẩy cũng được và đánh chập kênh sitea đều được. Con đẩy hàng đẹp xuất sắc cho anh em, những cái mặt phay nhôm này rất là dày này đấy. Để mà đi sự kiện thì anh em đòi hỏi là sử dụng những con đẩy mà tiếng nó hay, công suất ổn định, đánh độ bền cao, thời gian sử dụng lâu dài thì anh em sẽ thu hồi vốn cũng như là sử dụng yên tâm, không phải suy nghĩ gì cả. Đã đi làm sự kiện này kẹo kéo thì anh em nên dùng những con này, hoặc là chơi gia đình đánh nhiều loa phun đôi xúc kép thì anh em dùng con này. Và giá thành của nó sẽ là 6.900.000 giá tại cửa hàng nhé, và sẽ rơi vào khoảng 7.200.000 bao ship cho anh em. Anh em có thể tham khảo những cái mẫu đẩy của thương hiệu 24 sò sắt mà các đơn vị anh em bán thì anh em có thể so sánh. Nếu cảm thấy anh em yêu mến cũng như giá thành phù hợp, chất lượng thì anh em có thể chốt đơn. Ok, giá của nó chỉ có 6.900.000 giá tại cửa hàng anh em nhé. Một mức giá rất là tốt cho anh em. Anh em có nhu cầu đặt hàng có thể alo trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396 855 899.